cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay Hình đi ra đồng vào giấc chiều, thì Hình đi thăm mấy cái 12 cửa ngục của mình đặt ở trong cái địa, thì đặt cũng lâu lắm rồi, cũng 4-5 ngày mà Thanh chưa có đi đổ. Thì bữa nay sẵn không có đồ ăn, cái đi vô chổng đổ thử coi có cá gì á, mình về mình nấu cơm ăn cả nhà. Giấc này giấc chiều á, thì do là chiều cũng hơi có gió á, nên nó hơi lạnh, cho nên mình không có đi mò cá này kia, thì mình đi đổ lợp. Mà cô chú anh chị các bạn cùng đi đổ lợp bắt cá về ăn cơm với Thanh nha. Giờ bay hết được rồi, phải đi đi cây cầu mới được. Chỗ này thì bây giờ người ta xả lúa hết trơn cả nhà, lúa lên cả ngang hết trơn rồi, lúa lên sạch hết trơn rồi. Vừa trong này cá phi đâu nằm đó kìa, cá của phi kìa cả nhà ơi, nó bị mắc cạn hay sao á, nó bự bự chút xíu là mình bắt luôn rồi, mà do là nó nhỏ quá, nó nhỏ quá lên thà cho nó luôn, bự bự chút xíu nữa bắt về chiên ăn luôn. Không biết cái 12 củ mờ của ngục của mình có chạy cá không nữa, nhưng mà vừa mới vô thấy có cá là có tiền nha cả nhà ơi. Lên xuống. Tại đêm nay chiều mà còn nắng. Chị chồng mình đổ á. Nóng quá. Do là bữa nay quá trời nắng nóng. Ba cái miệng khó mấy con ốc với con dẹm đó, nó cắt cái giò quên mang đôi giới. Bữa chiến nào mà Thanh đi vô đây cái nha, cũng bị về là cũng bị hết mấy thẹo với giò, có cá hay gì chết sình hay gì kìa. Có con cá chết sình nè cả nhà ơi. Cá sặc nữa kìa, hình như là được. Ôi ôi ôi, con ếch bự chà bá luôn. Wow, tưởng đâu là cái đầu này dính có mỗi con cá sặc không à, ai ngờ đâu con ếch chà bá nữa, con ếch chà bá lửa nó nằm ở đây cả nhà ơi, nói cũng bị lèo lửa. Hên này, cái này hên nè cả nhà ơi, cái đầu tiên thì con ếch bự là hên rồi đó. Ui ui, con ếch nó chà bá lửa luôn á. Ghét. Ôi dù xíu nữa nó nhảy à. Đây cả nhà ơi, cái đầu tiên của Thanh, cái đầu đầu tiên thì dính được con ếch bự chà bá lửa luôn nè. Ui đã hết sức luôn, cho camera cầm sức đã luôn. Giờ mình đặt lại đây một bữa nữa. Cái này á cả nhà, trời này nắng nóng á, ít ếch chứ gặp mà mưa xuống một cái ha, là ếch với cá rồi nó chạy còn dữ nữa.
với lại cá nó đẻ nữa cả nhà. Mưa xuống là ếch ra dữ lắm. Kiếm được cái này có cá chích xịt á, có cua nữa cả nhà, cua với cá sặc. Rồi đi qua cái đầu bên kia mà một đầu với ở thì ba đầu nữa. Coi nè, nó đóng gông, đóng gông mà dở không nổi được hết, cho gác dữ lắm rồi. Cái này là mơ sáng ngày mơ mình ra mình thăm rồi cái bắt đầu mình xuống về luôn cả nhà. Có con gì lẫn lơ kìa, con gắn cái gì cả nhà ơi, ý không phải đóng gầm quá, con ếch chết sình. Trời ơi uổng ghê, con ếch nó bị chết sình luôn cả nhà ơi. Ủa có con cua chà bá với mấy con cá sặc. Con ếch bị chết sình luôn. Tưởng nó con rắn không à, tại vì nó dài 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 vậy đó nha. Dịch cái phao. Mấy con cua lận ôi uổng ghê cả nhà ơi. Cũng bự á, con ếch này cũng bự nè mà nó bị sình rồi, sình ương luôn. Mấy cá sặc cua càng cạnh không à. Có cá chết nữa. Đây đây. Ở đâu này kìa. Nó chìm đóng gầm. Ui, thất bại dữ ha. Đặt chỗ này thất cá cả nhà ơi. Cái rô cá sặc gì đâu không à. Cái này ngày mơ là mình cuốn về luôn. Quá chuyện đóng gông rồi. Rồi hai đầu này thì dính ếch cả nhà ơi. Có ngô có sạch. Chứ đây có ếch là cái sình. Coi này cả nhà, quay coi nó đóng gông rồi cả nhà coi nè. 4 5 ngày gì đâu có ít đâu. Đóng gông mới về luôn. Về về luôn. Hy vọng sẽ ôi ôi con cá lóc, con cá lóc ôi dở lên rồi, thấy có cá lóc là im rồi đó cả nhà ơi. Ôi hai con luôn, hai con luôn chứ phải một con cả nhà ơi. Quá dở lên là thấy có con cá nữa, cá lóc rồi. Vô mánh, vô mánh nha, cái này cái cuối đậu cuối vô mánh cả nhà ơi. Cái đầu cuối vô mánh rồi. Đặt trên ruộng. Cái đìa này do là lúa nó chưa có bự cả nhà. Nó chưa có lên cao, phải nó lên cao nhìn nó mới thấy cái đìa gõ. Cái cuối cũng có lý.
chị kỹ mới được. Lát này cánh nó mạnh. Cả nhà ơi, cặp cá lóc nè, chút lên bờ Thanh cho cả nhà coi chứ để dính được cá ít mà nó cá lóc mà nó nhảy ra nữa uổng lắm. Bây giờ Thanh buộc lại xong rồi mình lên cho cả nhà xem thành quả. Đây, bây giờ Thanh sẽ cho cả nhà xem thành quả. Hôm nay mình đi đặt lợp nè cả nhà ơi. Gì quên, đặt 12 cửa ngục. Dính được cặp cá lóc. Ui, cá lóc này nó ú rồi nè cả nhà ơi. Wow, cá lóc đồng gặt ghi luôn á cả nhà. Một cặp cá lóc. Đưa con ếch đi cho. Đây. Cho nó miếng nước cho ù luôn. Để xuống cái ảnh tính nhảy liền á cả nhà. Được một cặp nghe. Một cặp cá lóc, một con ếch, một cặp ếch luôn á. Nhưng mà con ếch này thì nó bị quẻo rồi. Thanh bỏ luôn cả nhà ơi. Uổng quá. Rồi. Hai con cá lóc này với mớ cá sặc, cá rô cá sặc với con ếch này về không biết nấu món gì ăn cả nhà ơi. Để Thanh về Thanh coi nhà mình có cái gì thì mình sẽ nấu cái món đó ăn. Rồi, giờ mình đem về nấu cơm ăn. Đi về nấu cơm ăn cả nhà ơi. Bây giờ mình đi về tới nhà mình cả nhà ơi. Thì bây giờ Thanh sẽ thả mấy con cá sặc với cá rô nè, mình thả mình nuôi lại. Còn cá lóc với ếch thì mình sẽ đem vô mình ăn cơm. Đi xuống đây thả đi. Lát nữa mình hái cái mướp để mình vô mình nấu canh. Có mướp nấu canh nè. Mít. Yeah, bữa nay nước lớn quá nó ngập rồi cả nhà. Ngập đầu bến luôn rồi. Ui, cái này nguy hiểm cá lóc như vậy. Cá sặc còn sống, cá rô à. Con nào sống thì mình thả lại cái nha. Ui, thế gì mà nó cũng còn sống nha. Nó bị sằng mình chứ nó sống. Nó nẹt ghê không? Cá rô nó nẹt chứ đó. Nguy hiểm mấy con cá lóc lắm cả nhà. Ui ui, con cá rô này nó trứng rồi nè cả nhà ơi. Đó mà đẻ một cái ha, cá rô non một ống luôn. Này thì Thanh lựa cá sặc lại để mình thả xuống hầm mình nuôi cả nhà ơi. Cá sặc đồng này á nữa mình nuôi cái mình làm khô á, mình làm khô bán với cá sặc đồng mà làm khô ăn ngon lắm. Mấy con đó chắc quẻo quá. Rồi mấy con này nó bị ngợp nó chết rồi cả nhà ơi. Còn mấy con này thì nó sống thì mình thả nó lại. Nó cũng còn ngáp ngáp không? Con này quẹo rồi. Còn. Để Thanh coi kìa nó có sống không, nó bơi đi không cả nhà ơi. Tại vì do là nãy giờ mình để vô đây nè, vừa cá rồi vừa cua, nó bị ốc nữa, nó bị ngợp á. Nè nó sống rồi bơi rồi nè. Một con. Bây giờ mình thả cá vô mình thả rồi. Còn bây giờ mình lên mình bẻ trái mướp.
để cho mình nấu cơm, nấu canh mình ăn cơm cả nhà ơi. Ui ui, bông điên điển hết sức luôn, nhiều luôn mình. Hôm nay mình không có hái nè. Hai trái mướp, bẻ hai trái này luôn. Ở bên đó hai trái nữa kìa. Trái này nó bự nó già không? Trái bên đây nè cả nhà. Mướp này nó non, non vừa bẻ liền nhìn ăn nó ngọt lắm. Mướp của mình công nhận trái. Hai trái này là đủ ăn rồi. Giờ mình đem vô mình nấu canh cá lóc nấu canh mướp, còn con ớt thì hành thẻ kho xào ớt ăn cơm cả nha. Vô thôi. Tên tên cả nhà, đây là cái thành quả của Thành. Thì bữa nay là đi thăm 12 cửa ngục, dính được mớ cá rất là ngon, được hai con cá lóc nè, thêm về hình nấu canh mướp với mấy con cua càng bự nữa cả nhà. Mình nấu canh mướp chung luôn cho nó ngọt nước. Còn con ớt thì hành kho, do là không có xả ở trong nhà, mình không có xả cho nên mình kho hành với ớt luôn. Rồi bây giờ Thành sẽ ăn cơm chứ đói bụng lắm rồi cả nhà. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thành nha. Canh vừa ăn. Ai nấu mà ngon dữ. Rất là vừa ăn luôn á. Miếng canh vô cái mình húp miếng ớt này cả nhà ơi. Cái con ớt đó công nhận nó bự ghê luôn. Cái được có một con ớt mà nó bự nè. Bớ. Thịt nó dài. Có một con mà kho nguyên một cái ảo luôn, cái nhà biết cái thịt nó nhiều quá. Rồi con ớt nó bự. Con cá lóc nè. Cá lóc tháng này thì là nó trứng luôn cả nhà. Chứ mà mưa xuống á, bắt đầu là nó đẻ. Để nó chùm trứng lại đi. Anh ít có ăn trứng đó. Mà trứng thì ăn nó béo. Cá lóc nấu canh mướp. Mướp thì nhà chồng. Cái thịt của nó rất là ngọt luôn á. Cái lóc đậm của thịt nó ngọt luôn cả nhà. Ăn với mướp một cái nó đúng bài luôn. Cái con ớt công nhận thịt nó dai rồi. Mấy con cá sặc nó bị hợp nè cả nhà. Thành giờ Thành nấu canh luôn. Thịt cá sặc nó cũng rất là thơm. Cá sặc cá rô á, mình kho sả ớt. Đó, mình chấm với rau muống mắm gỏi với bông điên điển. Đúng bà luôn. Nhắc tới là thèm. Mời mà có làm gì mà được cá này thì mình kho nha, kho sả ớt cái mình bóp gỏi rau muống với bông điên điển á, mình ăn rất là ngon luôn. Thịt cũng có sẵn thơm. Ớt này nó uống thịt nó dày thịt ghê luôn. Nó dày dai. Ngon quá cả nhà.
Bữa nay là Hanh uống cà phê sữa cái nhà. Lâu lâu cũng thấy tự nhiên thèm cà phê sữa cái mình pha mình uống. Mời cả nhà uống nước với Hanh nha. Đã quá. Bữa nay cái bữa cơm của mình rất là ngon cả nhà. Tuy là nó là đồ đồng, nó đơn giản nhưng mà ăn nó rất là ngon. Thì do là cá với ớt á, mình đặt lợp bên này kia cái mình dính, mình ăn liền nó rất là ngon luôn. Thôi video của Hanh đến đây Hanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Hanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Hanh ngày mai nha. Nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Hanh có động lực cho nhiều video hay nữa nha. Bye bye cả nhà.